Mọi người ơi, mọi người ơi, đời sinh viên ai mà chả có lần nghỉ học đúng không? Hỏi tôi có cúp học không mà. Ờ, đương nhiên là có. Như tôi là cũng vậy đó nha. Mình từng cúp học rồi. Nghiện là rồi mọi người. Là rồi mọi người. Cúp học thì đương nhiên ai cũng phải cúp học rồi mọi người. Hồi đó giờ em đâu biết cúp học là gì đâu mấy anh. Đéo tin. Nghĩ về lần trung học thì em cũng ai cũng từng trung học ít nhất một lần trong đời đúng không? Quan trọng phải là thân thái, quan trọng khi là con gái. Lý do tôi nghỉ học là gì? Bởi vì đêm tôi phải đi bán vé số kiếm tiền. Cuộc sống mưu sinh. Nên sáng dậy không có nổi. Không có nổi. Mình cúp học bởi vì rằng là mình lười học. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Cái lý do nghỉ học á, đơn giản là tôi buồn ngủ vậy. Đi sâu vào một điều đó là gì các em? Đó là tấm bi kịch tinh thần của một con người bị cự tuyệt. Vâng, mình cúp học thì đa số là vì mình buồn ngủ thôi. Nhưng mà nếu mà nói về lý do bá đạo nhất thì đó là sự trợ giúp của thần xui xẻo. Có một đợt mình đã bị bể bánh xe 2 lần trên cùng một đoạn đường Quang Trung. Và sau đó trễ nửa tiếng, cuối cùng mình quyết định đi về nhà luôn, không học 3 slot sau đó nữa. Tại vì đã quá mệt mỏi rồi. Cái lý do trốn học của em thì là em đi hóng rớt hẹn hò với một bạn khác. Wow. Tại vì lúc đó nhỏ bạn em nó đi ăn gà và nó phát hiện ra là rớt em đang ngồi với nhỏ nào thì nó kêu em lên. Mình trong lúc đó là đang trong tiết toán, em cảm thấy hơi mệt mệt. Thế là em xin thầy đi ra ngoài vệ sinh và sau đó em biến mất luôn. Hồi đó em đâu có nghỉ học đâu. Thật ra là cô cho em nghỉ thôi. Ý mà cũng đúng nữa, rồi đâu bị đuổi đúng hơn nè. Lý do bá đạo nhất mình từng cấp học là bởi vì ngủ ghê quá, ngủ ghê bớt. 5 giờ sáng mới dậy cho nên là xin lỗi thầy. Sai rồi, 5 giờ sáng mới nhậu xong. Đúng, 5 giờ sáng mới nhậu xong cho nên là không có đi học được. Nói xin lỗi thầy cô nhưng mà hôm nay là em sẽ ở nhà nha. Tôi đã cấp học tấp nách 20% luôn mọi người và tôi đã bị cấm thi. Tôi đã bị cấm thi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Lý do mà tôi cúp học 20% ở top note 3 đó là slot cuối cùng tôi đi coi endgame mọi người. Vì ham muốn đi coi endgame quá là tôi đã mua một cái vé endgame. Và tôi đã đi coi chung với bạn tôi rồi tôi bỏ slot cuối cùng luôn mọi người. Cảm xúc là coi endgame như là tôi rất là vui nhưng mà trong lòng tôi vẫn lo lắng. Và tối hôm đó tôi đã lên Pháp để check attendance của tôi và tôi đã 21% và bị cấm thi mọi người. Tôi đã bị cấm thi và phải lên phòng 208 xin giấy rồi vô phòng thi mọi người. Suýt nữa tôi bị rớt top note 3 luôn đó mọi người. Còn cảm xúc khi mà nghỉ học á hả? Có nghĩa là nó rất là tội lỗi luôn á mọi người. Tại vì là đóng tiền học vô mà tự nhiên cái nghỉ học ở nhà ngủ đúng không? Cái số tiền tôi đi 3 vé số mà không đủ đóng tiền học lại nữa. Nên bây giờ tôi sẽ chăm học đó nha. Để coi được bao lâu. Cảm giác khi mà cúp học thì tất nhiên là sướng rồi mọi người. Cúp học mà không phải lỡi nắng lỡi mưa lên trường để đi học nữa. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ như người tối cổ vậy đó. Khi mà phát hiện ra một ngày thầy giao 2 assignment và 4 bài tập thì mọi người sẽ kiểu rất là vô mốt. Nên là vô lo thôi mọi người. Hối hận hay không thì đương nhiên là có rồi. Tại vì em nghĩ đúng cái tiết đó thì ngày hôm sau em mất gốc luôn. Trời ơi tôi muốn. Cảm xúc khi mình cúp học là nó đã. Kiểu như là sao ta, tụi nó học còn mình chơi. Tụi nó ngu. Còn mình chơi. Sướng. Không phải tội lỗi đâu mà kiểu hôm sau sẽ siêng học. Xong rồi lại đi coi phim. Hết tập này tập khác. Xong hôm sau lại ngủ tiếp. Hết coi như khỏi học luôn. Lúc mà cấp học thì đương nhiên là rất là vui rồi, rất là sung sướng. Đừng nghĩ mà đâu có phải giác sát tới nâng leo 3-4 lầu đi học đâu. Nhưng mà lúc mà tỉnh cơn say qua cơn mê rồi thì mới thấy là chết cha. Còn có một slot thôi, từ giờ phải đi học đầy đủ. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Là học sinh ngoan nha, lúc mà học rồi thì mới thấy là cái tinh thần học tập nó lên cao hơn bao giờ hết. Xét hả? Cảm giác thì vui, vui vỡ lờ đã luôn đi.